Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một cái dạng hợp âm khá là mới mẻ nếu các bạn sử dụng chỉ điểm hát bình thường, đó là hợp âm bậc chính. Thì để hiểu cái hợp âm bậc chính thì các bạn phải hiểu về hợp âm bậc 7. Và để hiểu hợp âm bậc 7 thì bạn phải hiểu về hợp âm trưởng thứ cơ bản. Thì các clip về hai cái loại hợp âm đó mình đã làm rồi ha, và mình để cái link xem của hai cái loại hợp âm đó trong cái phần mô tả của video này. Nếu các bạn nào bắt đầu xem video này thì các bạn nên xem hai cái kia cho nó rõ đi, rồi các bạn qua cái video này các bạn sẽ hiểu về hợp âm bậc chính hơn. Thì hợp âm chính người ta cũng xếp nó vào gọi là dominant chord, tức là hợp âm ác đó, hợp âm ác. Ví dụ như mình hay dịch ra hợp âm ác 7, ví dụ như là đô 7, chữ cờ với số 7. Còn bây giờ hợp âm chính thì chữ cờ với số 9. Thì nó cũng có ba cái loại, đó là hợp âm ác 7, hợp âm thứ 7 và hợp âm trưởng 7. Thì ký hiệu của nó là giống như là chữ đô 7 là chữ cờ số 7 này. Giờ hợp âm thứ 7 thì chữ cờ M số 7. Hợp âm trưởng 7 thì cờ MAG là major đó các bạn, 7. Thì ba loại đó, thì hợp âm chính nó cũng y chang như vậy. Thì để nói điều đó, để các bạn phải hiểu về cái cấu tạo hợp âm của cái bậc 7 xong rồi, các bạn mới áp nó qua cái bậc 9 cho nó đơn giản. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn thế bấm của một cái hợp âm thôi. Nhưng mà nó đặc biệt là thế bấm này các bạn có thể kéo lên khắp cần đàn để nó ra những cái hợp âm tương tự. Và thay vì giải hợp âm đô thì thôi nó đó, giờ học bắt đầu đô hoài nó chán rồi, thôi mình giải qua rê nha, để cho nó mới mẻ hơn. Thì chúng ta sẽ có rê chính, rê thứ chính và rê trưởng chính nha các bạn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về hợp âm rê chính ha. Nó là chữ giờ và số 9 nha các bạn. Thì cái cách bấm của nó như sau ha. Thì chúng ta bấm cái nốt gốc, nó là nốt rê, là ngang 5 của dây số 5. Sau đó chúng ta bấm vào ngang 4 của dây số 4 là nốt pha thăng. Sau đó hai cái ngón này thì các bạn mỗi ngón bấm vào ngang 5 là nốt đô của dây 3 và nốt mi của cái dây số 2 nha các bạn. Thì chúng ta đưa vào như thế này. Các bạn đánh 4 cái nốt này ra mà thôi, là dây số 2, 3, 4, 5 á. Đây là hợp âm rê chính. Vậy thì hợp âm rê chính nó liên quan tới hợp âm rê 7. Giống như mình nói là muốn hiểu chính phải hiểu về 7. Vậy thì bây giờ chúng ta thử đánh thử hợp âm rê 7 nha các bạn. Hợp âm rê 7 các bạn đánh như thế nào? Vậy cái chính nó có thêm cái gì nữa? Chúng ta hãy thử đếm trên bàn tay của bạn nha. Vì cái bậc chính của nó thì chúng ta thấy là rê mi fa son la si do rê mi, nó có thêm cái nốt mi. Thì từ hợp âm 7 đó các bạn thêm cái nốt chính của nó là mi. Vậy để đơn giản dễ hiểu, thí dụ mình đang dạy các bạn rê 7 thì bản thân nó là rê rồi, các bạn thêm một cung tức là lên nghe nốt mi thì nó ra cái rê chính. Vậy thì chúng ta nói sơ về cái cấu tạo nó một tí. Rê pha thăng, pha thăng là nốt bậc 3, rồi bắt đầu tới đô là nốt bậc 7, mi là nốt bậc 9. Vậy ở đây bạn sẽ nói là tại sao nó không có nốt bậc 5? Bỏ cái nốt bậc 5 đi, không sao cả. Bởi vì nốt bậc 5 nó không có rõ được cái tính chất của cái hợp âm. Ví dụ như thứ hoặc trưởng thì các bạn thấy nó khác nhau ở nốt bậc 3. Còn nốt bậc 5 á, nó không có khác nhau. Đơn giản chúng ta có rê. Mà nếu mà trưởng á, là nốt bậc 3 của nó là gì bạn? Pha thăng. Còn nếu mà thứ nốt bậc 3 nó là nốt pha. Thì các bạn đánh thử như thế này. Còn nếu cái nốt bậc 5 của nó là la thì các bạn thấy là thứ trưởng gì nó cũng có nốt bậc 5 nữa hết. Do đó các bạn thấy là nếu mà đánh thứ, đánh trưởng nó cũng như nhau, khác nhau ở bậc 3. Do đó trong cái hợp âm này chúng ta có thể bỏ cái nốt bậc 3, bậc 5 đi được nha các bạn. Vậy thì chúng ta bấm lại nha. Chúng ta có rê, pha thăng, đô và nốt mi.
đó là hợp âm Re chính. Vậy từ cái hợp âm này, các bạn kéo nó xuống một cung, nghe cái nốt gốc là Đô. Thì hợp âm Đô chính nó có thêm nốt gì các bạn? Nốt Re. Vậy giống như công thức lúc nãy mình nói các bạn, Đô chính đúng không? Đô các bạn lên một cung là rồi có Re. À các bạn bấm giống y chang vậy. Tương tự các bạn kéo lên Mi cũng vậy thôi. À, đó là hợp âm Re chính. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về hợp âm thứ, Re thứ chính ha. Thì Re thứ thì cái nốt bậc ba của nó, à đáng lẽ là giống như mình nói là gì, nó phải xuống nó là nốt Fa. À, và các nốt bậc bảy cũng là dán xuống bậc chính của nó là bình thường. Vậy thì chúng ta sẽ có là Re, Fa, Đô, Mi. Đó, các bạn bấm như thế này ha. Đây là hợp âm Re thứ chín. À, các bạn nếu bạn kéo lên tới đây thì là Mi thứ chín. Thấy không? Các bạn kéo lên trên này là Son thứ chín. Kéo xuống đây là Đô thứ chín. Re thứ chín ha. Lại nha bạn, ngăn 5, ngăn 3, ngăn 7, ngăn 5 và ngăn 5. Nha. Rồi, cũng khá đơn giản đúng không? Và bây giờ chúng ta qua hợp âm là Re trưởng chính. À, Re trưởng chính. Thì các bạn thấy là trưởng thì chúng ta vẫn là bậc 3 là gì? Fa thăng nha. Re Fa thăng. Nhưng mà các bạn nhớ hợp âm mà trưởng thì cái bậc 7, trưởng 7 của nó là nó vẫn giữ đúng luôn là cái nốt Fa thăng, à, là cái nốt Đô thăng. Nốt bậc chính của nó vẫn là nốt Mi bình thường. À, bởi vì Re trong scale của Re trưởng thì cái nốt Đô là Đô thăng. À, thì với cái trưởng chính thì từ trưởng 7 nó thêm một cái nữa ra trưởng chính. Nếu các bạn bấm hợp âm Re trưởng 7 thì nó như thế này. Thì các bạn thấy Re trưởng 7 nó có Re là Đô thăng, Fa thăng. Thì giống như mình nói lúc nãy, khi các bạn bấm qua chính thì các bạn có thể bỏ cái La đi, thì đáng lẽ nó Fa thăng ở đây, chúng ta đánh nó Fa thăng ở dưới này. Và để các bạn ngăn đây, các bạn có thể bấm được là nốt Mi ở đây. Lúc này thế tay chúng ta thay đổi một tí, chúng ta bấm nha. À, ngăn 5 nè, 4. Cái ngón út các bạn bấm ngay ngăn 6 để nó ra nốt Đô thăng. Và cái nó ngón đeo nhẫn chúng ta bấm vô cái ngăn 5 là nốt Mi nha, thì nó như vậy. Đây là Đô, đây là Re major chính ha, Re trưởng chính. Nếu các bạn kéo xuống đây là Đô trưởng chính. À, tương tự các bạn kéo lên ha, khắp các cần đàn thì nó đều ra được cái hợp âm đó hết. À, vậy thì ôn lại một tí, chúng ta cùng một cái thế bấm thì chúng ta kéo lên hết cái cần đàn từ cái vị trí này lên cái ngăn cao. Và các bạn có thể search trên Google ha, để các bạn biết được các thế tay bấm khác ha. Họ có nhiều cái thế tay bấm khác nữa ha, nhưng mà cái thế tay mình đang hướng dẫn các bạn là phổ biến nhất. Các bạn bấm ví dụ như là D9 guitar chord hoặc là D9 chord guitar ha, mình có hiện chữ ở đây, các bạn search là nó ra các kiểu bấm để cho các bạn có thể nghiên cứu theo được. Thì hy vọng là clip này giúp ích cho các bạn mở rộng thêm về một hiểu biết thêm về cái hợp âm bậc chính nhé. Thì cái đàn mình đánh ở đây là một cái hoàn toàn mới tại shop của mình, hiệu Washburn, là một thương hiệu cũng rất là nổi tiếng và lâu đời của Mỹ nha các bạn. À, thương hiệu này của Mỹ. À, cái cây này thì giá nó là gần 9 triệu thôi các bạn ha. Rất là đẹp ha, các bạn xem inlay nè. À, inlay rất là chất. Cây này action cũng rất là ngon lành ha, mặt là top solid nha các bạn. À, lưng và hông đây nó có cái equalizer luôn ha, đó ngon lành gần đó. À, khóa vàng ha, gòn đàng hoàng. Westburn là cái logo in nổi lên luôn nha các bạn. Cây này solo rất là đã, mình rất là thích, action rất là nhẹ, các bạn solo là chạy ngón vô tư luôn. Thì cây này chỉ có 8 triệu mấy thôi, các bạn có thể liên hệ Amigo Guitar Shop để có được một cây đàn như ý nhé. Hãy nhớ ủng hộ kênh Guitar for Freedom. Và nếu các bạn có nhu cầu học đàn guitar thì hãy xem cái link trong phần mô tả video này.
có các khóa học dành cho các bạn, dành cho guitar thuần, guitar đen. Hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.